Nè, không cần phải gấp gáp vậy. Con cứ từ từ để cho cậu ấy thể hiện năng lực thêm một thời gian nữa ha. Nếu cậu ta là người có tài và đảm đương tốt công việc thì lo gì, trước sau gì cái ghế trưởng khoa cũng vào tay cậu ấy thôi. Chẳng phải vừa rồi bà cũng đã thấy được năng lực của anh Kim rồi đó sao? Nhưng bà cũng nói rồi, bây giờ mình cũng phải họp hội đồng quản trị để biểu quyết mới được. Ba à, quy tắc là chết, con người mới là sống. Ba là một người đứng đầu ở bệnh viện này thì quyền quyết định của ba là duy nhất, và bắt buộc mọi người phải nghe theo ba. Sao ba cứ phải lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, và lúc nào cũng phải đi theo quy trình là đúng trình tự như vậy để làm gì hả ba? Con nên nhớ, càng ở vị trí cao, con người phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định một việc gì. Bởi vì sai một ly thôi thì chén cơm của bao nhiêu con người sẽ bị đạp đổ. Càng nắm giữ nhiều quyền lực, nhưng mà phải biết sống, biết đối đãi công bằng thì mọi người mới kính trọng mình. Ba nói như vậy, chẳng lẽ ba muốn nói anh Kim là một người bất tài cho nên không giữ được vị trí đó đúng không? Ba thừa nhận nó là người có tài chứ không phải không. Nhưng mà bao nhiêu đó chưa đủ đâu con. Bây giờ ba còn muốn cái gì thêm ở anh Kim nữa? Tinh thần cầu tiến. Ảnh luôn phấn đấu để được ba thừa nhận năng lực và chấp nhận trao cái quyền trưởng khoa cho ảnh rồi. Như vậy còn chưa đủ sao hả ba? Chính vì thằng Kim nó muốn thể hiện để chứng tỏ năng lực của mình, cho nên đã quên mình phải khiêm tốn, rồi phải lắng nghe, lắng nghe những sự góp ý của đồng nghiệp. Kim luôn gạt bỏ những giải pháp mà mọi người đưa ra, rồi khăng khăng nói những giải pháp của mình là tốt nhất. Nhưng mà giải pháp của anh Kim có bao giờ đã làm cho ba và tất cả các bác sĩ khác không hài lòng chưa? Và ba cũng biết, con đã gửi về cho ba những bản thành tích của anh Kim từ bên Mỹ, ba cũng đã đọc hết rồi. Vậy chứng tỏ ngoài bác sĩ Kim ra không có ai xứng đáng ở vị trí này hết đúng không ba? Còn một người nữa mà ba đang nghĩ tới. Là ai vậy ba? Bác sĩ Minh. Cậu ấy rất có tiềm năng, bởi vì tinh thần cầu tiến rất cao. So với tài nghề và kinh nghiệm thì bác sĩ Minh làm sao bằng bác sĩ Khiêm được hả ba? Tại vì con không biết thôi. Bác sĩ Minh rất chịu khó tìm tòi, quan sát, rồi học hỏi những kinh nghiệm của bác sĩ khác. Tuy cậu ấy là bác sĩ non trẻ nhất ở đây, nhưng bác sĩ Minh càng ngày càng khá lên từng ngày. Bác sĩ Minh chỉ là đang khá lên từng ngày thôi, còn anh Kim là đã giỏi sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần anh trao dồi thêm một ít kiến thức thì chắc chắn là sẽ hơn rất nhiều người. Đã vậy, người ngoài thì làm sao bằng người nhà được. Sau này anh Kim sẽ là chồng của con, là con rể của ba nữa. Lan à, thật ra thì ba chưa bao giờ từng phủ nhận năng lực của anh Kim. Và mối quan hệ của cậu ấy đối với gia đình của mình. Nhưng hiện giờ những điều đó đối với ba không quan trọng bằng cái mà mình phải tìm ra một người thật sự là xứng đáng, được tất cả mọi người công nhận và đồng thuận cho phép đảm nhận vị trí này. Ba không muốn là mọi người sẽ đánh giá ba là thiên vị bất cứ ai. Ba có dám chắc là ba hoàn toàn công bằng không? Ba... Vậy thì đáng lẽ ra ba không nên đưa Diệt Linh về nhà và ép con phải chấp nhận nó là em của mình. Đó là cái việc mà không công bằng nhất ba đã đối xử với con đó. Con đừng có đánh đồng với cái công việc và tình cảm như vậy. Ba nghĩ con đủ trưởng thành để hiểu những cái lý lẽ thông thường đó. Con nhớ đi, ngay cả cái vị trí của con hiện tại cũng do hội đồng quản trị biểu quyết, chứ ba đâu có ép. Và con nên nhớ, ba cũng không dùng một thủ đoạn nào hết. Con ghét ba. Em hỏi anh như vậy có tức không chứ?
Thôi nè nè, được rồi, em uống miếng nước đi, hạ quả nè. Em có muốn uống gì hết trơn á, làm sao mà em có thể không nổi nóng cho được. Nguyễn Lan, anh biết là em vì anh mà phải đối đầu với ba của mình, nhưng mà anh hy vọng là sau này em đừng nên làm như vậy nữa, bất công làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ dùng năng lực của mình mà đường đường chính chính ngồi vào cái ghế trưởng khoa đó. Biết là như vậy, nhưng em cảm thấy rằng bằng nghiêng về phía bác sĩ Minh nó quá nhiều. Bác sĩ Minh chỉ là một bác sĩ non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chắc gì hội đồng quản trị tin tưởng. Nếu như ba em thực sự muốn biểu quyết công bằng thì anh sẽ khiến cho ông ấy phải tâm phục khẩu phục mà chọn anh vào cái ghế đó. Vậy anh đã có kế hoạch gì chưa, hay là chỉ nói suông thôi? Anh cũng biết là lời nói của ba em hiện tại rất là có trọng lượng trong hội đồng ban quản trị, em không muốn đem dài lắm mộng đâu. Em lo gì cho mệt vậy, bác sĩ Minh làm sao so sánh với anh được. Cho dù ba em có khen bác sĩ Minh trước mặt mọi người thì đó cũng chỉ là cảm tính mà thôi. Còn nếu so về tay nghề, kinh nghiệm thực tế của anh, thậm chí là bằng cấp, thì làm sao mà so sánh với anh được. Em yên tâm đi, anh thắng chắc rồi. Ủa, bọn anh chuẩn bị về hả anh Minh? Bọn anh không biết á, là con gái của giám đốc với lại bác sĩ Khiêm mời mọi người đi ăn hả? Có biết, nhưng mà tại vì anh muốn về sớm nghỉ ngơi, có việc riêng chút. Mọi người chơi vui vẻ nha. Mà nè, sao lúc này anh làm gì thấy lạ lắm nha, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp đi về hết á, không có như lúc trước sẵn sàng trực thay đồng nghiệp. Bộ có chuyện gì hay sao vậy? Làm gì có, chẳng qua là mệt quá muốn về sớm thôi. Nè, bớt hóng chuyện người khác một chút đi nha. Gớm chưa, người ta quan tâm cho nên người ta mới hỏi thăm mà nói chuyện thấy ghét. Kiểu này chắc là có người yêu rồi, cho nên tranh thủ về sớm để đi chơi chứ gì. Thay vì cái thời gian á em đi hóng chuyện người khác, thì em để dành cái thời gian đó đi tìm người yêu cho mình đi. Chỉ là cái chuyện về đúng giờ thôi mà bị em hỏi tới hoài á. Thôi anh đi về nha, bye Tuyết. Bye anh. Tôi đã tìm ra người đó từ lâu rồi. Một á là bác sĩ Khiêm, còn hai là anh đó. Chứ thấp hơn á hả thì tôi không có cần đâu. Thả ở không á còn sướng hơn. Mai Anh, anh có mua nước cho em nè, ngồi vô uống đi. Đi ra khỏi phòng tôi ghét anh, đi ra khỏi phòng tôi. Được rồi, đi. Anh đi, em đi. Đi ra khỏi phòng tôi lại anh Minh ơi. Dạng ra khỏi cuộc đời tôi đi, tôi ghê tởm anh. Mình ơi, tôi năn nỉ anh đi ra khỏi phòng tôi đi. Mai Anh à, tha thứ cho anh đi. Em hãy giữ người mình yêu thương, hãy đối xử tốt với Mai Anh. Anh sẽ đi xa một thời gian. Anh không ra khỏi phòng là tôi chết liền bây giờ đó. Được rồi, anh đi mà. Đi, ra khỏi phòng tôi. Thank you.
Dì Học. Dạ chú, cho phép con ngày hôm nay nghỉ làm luôn nha chú. Gì mày? Mày đang làm chỗ chính ở đây mà sao mày lại nghỉ việc? Có chuyện gì không? Có đứa nào nó làm mất lòng mày không? Dạ. Hay là mày đang thiếu tiền vậy? Dạ không. Thiếu chú cho mượn. Dạ không phải đâu chú. Dạ con nghĩ là vì con có việc riêng của con. Có việc riêng hả? Dạ. Để thôi, đây là tiền mày làm bữa giờ nè, chú gửi. Còn cái này chú cho thêm nè. Dạ con cảm ơn chú. Mà nè, mấy chỗ kia nếu mày thấy chỗ nào làm không được á, trở lại đây chú nhận. Dạ con cảm ơn chú. Dạ chào bác sĩ. Xin chào. Dạ. Anh thấy sau khi mổ tay anh có lại cảm giác chưa? Dạ cũng nhờ bác sĩ mà tay tôi nó đỡ lắm rồi. Rồi nè, bây giờ nè, anh cử động nhẹ ngón tay cho tôi coi. Được rồi, như vậy là tốt rồi. Nói chung là tiến triển cũng tốt. Sau một tháng á, vết thương lành miệng. Dạ. Khi đó anh đi tập vật lý trị liệu sẽ mau hồi phục hơn. Nếu mà không có bác sĩ á, chắc cánh tay của tôi chắc bỏ luôn rồi. Thật ra thì tôi cũng vận dụng kiến thức của mình để cứu người thôi. Bác sĩ đứng thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất đâu. Trời, anh đừng có nói như vậy. Còn nhiều người giỏi lắm. Thôi, anh nghỉ ngơi đi nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mình đi. Dạ. Alo, tôi tới liền. Trời đất ơi. Ôi trời. Ây da. Nè, cô có sao không? Tôi không sao. Anh ơi, cho tôi xin lỗi. Tôi gấp quá, anh có sao không? Tôi hỏi cô có sao không á. Tôi xin lỗi. Cô đi đâu mà dữ thần vậy? Tại tôi gấp quá, tôi xin lỗi anh nha. Không có gì đâu. Vậy tôi đi nha. Sao rồi? Bệnh nhân lần trước được bác sĩ Khiêm nối lại gân tay á, tình trạng sức khỏe như thế nào rồi? Dạ thưa giám đốc, ca mổ đó phục hồi ngoài dự kiến của chúng ta. Ồ vậy thì tốt ha. Dạ tất cả mọi người ai cũng đều khen ngợi tài năng của bác sĩ Khiêm. Họ nói bác sĩ Khiêm rất là giỏi. Và một số bệnh nhân khác còn yêu cầu chính bác sĩ Khiêm đứng mổ cho họ nữa. Vậy à? Dạ. Tôi nhờ cậu đi như vậy có phiền cậu không? Hôm nay tôi được nghỉ mà. Đi dạo vòng cũng vui. Mà bây giờ mình đi đâu vậy? Tới trung tâm mua sắm. Tôi định mua quà cho một người, nhưng không biết gu thẩm mỹ của mình có hợp với người đó hay không, nên tôi mới nhờ Minh giúp. Đó là một người thanh niên sao? Bộ tôi phiền Minh hả? Dạ không. Được một người phụ nữ xinh đẹp tin tưởng như vậy tôi phải vui chứ, làm sao mà phiền. Có ô tô đúng là tiện thiệt. Nắng mưa gì cũng không sợ hết. Mình đi học lái xe hơi đi. Tôi đâu có xe đâu mà học làm gì. Mình cứ đi học lái đi, biết đâu sau này mình sẽ có thì sao. Bye.
Minh soạn hình tôi một bộ đi. Liệu tôi lựa rồi người mà chị muốn tặng có thích hay không? Tôi nghĩ mình thích là người đó sẽ thích à. Tôi tin vào gu thẩm mỹ của Minh. Thôi cũng được. Tôi thấy bên kia cũng đẹp kìa, mình qua kia ha. Ừ. Xin phép chị, tôi đi trước. Khoan đã. Cảm ơn Minh đã đi mua sắm cùng tôi. Những thứ này là của Minh. Chứ không phải chị nói mua những thứ này cho một người thanh niên nào đó sao? Tôi không nói vậy thì sao Minh chịu đi với tôi chứ? Nhưng mà những thứ này mất tiền lắm, tôi không thể nào tự nhiên mà nhận được đâu. Chị mang về nha. Nhà tôi không có đàn ông mang những thứ này về để làm gì. Minh cứ cầm đi. Đây là quà Minh đi dạo cùng tôi. Mặc một chiếc áo mới, mang một đôi giày mới cũng sẽ làm cho Minh tự tin hơn. Nhưng không nhân nhị gì hết. Tướng của Minh là phải ở nhà cao, đi xe hơi, mặc đồ hiệu thì mới xứng. Dạ cảm ơn chị. Có gì đâu. Xin phép chị. Ừ. Cảm ơn chị nhiều nha. Cũng không ăn luôn hả? Đó. Thiệt tình. Thôi, ông cũng bình tĩnh đi. Nó mới bị một cú sốc lớn như vậy mà, sao ông nuốt trôi cho được. Cũng tội nghiệp cho nó chứ ông. Rồi cái bà ngồi bà ăn luôn vậy đó hả? Trộn lẽ giờ đem bỏ. Hột cơm là hột ngọc trời cho, không nuốt nổi thì cũng phải nuốt thôi chứ. Ông á, lúc nào cũng ào ào như vậy à. Không biết là kiếp trước tôi ăn ở làm sao mà bây giờ con gái tôi nó rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy không biết. Bữa đó nếu mà bà kêu nó về sớm thì đâu xảy ra đến nông nỗi này. Cái gì vậy trời? Bây giờ ông đổ tội hết lên đầu tôi làm sao? Bữa đó ông cũng có ở nhà mà. Tại sao ông không canh không gọi nó về? Bởi vì tôi tin tưởng hai anh em thằng Hào. Tôi không có cảnh giác, bà hiểu không? Mà ai có ngờ được một thằng mà tưởng đàng hoàng như là thằng Minh hả? Có ăn có học đàng hoàng mà hành động như một đứa vô học vậy. Nè, ông đó nha, ông đừng có nặng lời như vậy, đừng có mạt sát thằng Minh như vậy. Dướng vô ái tình rồi, khó ai mà sáng suốt được. Với lại á, chắc là nó cũng đã thương con Mai Anh từ lâu rồi, cho nên lúc đó nó không có kiềm chế được. Con gái của mình bị hại như vậy mà bà còn bênh thằng Minh được nữa hả? Ông á, sao ông mắc cười ghê á. Cho dù nó có thương con Mai Anh đến cỡ nào đi chăng nữa, mà nó đi làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy là không có được. Gì vậy? Gì mà trái luân thường đạo lý gì ở đây? Mà rồi lời lẽ gì mà nặng nề quá vậy? Nếu mà nói khó nghe một chút là thằng Minh nó làm cái gì biết không? Gì? Nó xâm hại chị dâu của nó, bà hiểu không? Bà còn bênh nó nữa hả? Bà thấy cái chuyện đó bình thường hay sao? Ông nói vậy mà nghe được đó hả? Sao không được? Bây giờ tôi hỏi ông nè, tụi nó là nó đã có một chút men ở trong người rồi, cộng với tình cảm dồn nén bao nhiêu năm nay rồi, thì mới xảy ra cớ sự thôi. Nói gì thì nói, chuyện đã xảy ra rồi. Ông á, ông đừng có mạt sát thằng Minh. Bây giờ cũng đâu có xoay chuyển được cái gì nữa đâu. Tôi thấy á, bây giờ mình lo mình tìm cách mà giải quyết cái chuyện này đấy nè. Thằng Hào với con Mai Anh á, nói gì thì nói thì cũng đã hứa hôn rồi, đúng không? Mà bây giờ là xảy ra cái chuyện tài trời như vậy, bà nghĩ tôi với bà phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là từ hôn với thằng Hào ngày hôm trước, rồi rước thằng Minh về làm rể ngày hôm sau hay sao? Ai mà làm được chuyện đó? Thôi thôi, tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Càng nói nghe càng chói tai vậy đó hả? Tôi nói thiệt với ông nha, tôi với ông á,
ai cũng thương thằng Hào giống như con ruột của mình vậy đó. Nhưng mà cái chuyện đó là thằng Hào với lại con Mai Anh đó, nó không đến được với nhau, tụi nó không nên vợ thành chồng là do cái duyên cái phận của tụi nó. Bây giờ ông có giết thằng Minh á thì cũng thay đổi được gì đâu, đúng không? Mà người á chịu thiệt thòi là con gái mình chứ ai nữa. Chẳng lẽ là từ hôn với thằng Hào ngày hôm trước rồi rước thằng Minh về làm rể ngày hôm sau hay sao? Nhưng mà cái chuyện đó là thằng Hào với lại con Mai Anh á, nó không đến được với nhau, tụi nó không nên vợ thành chồng là do cái duyên cái phận của tụi nó. Bây giờ ông có giết thằng Minh á thì cũng thay đổi được gì đâu, đúng không? Mà người á chịu thiệt thòi là con gái mình chứ ai nữa. Mai Anh à, con không ăn không uống gì hết sao con? Con ăn không có nổi má ơi. Con à, sao ra nông nổi này hả con? Nè, con phải ra ngoài để mà đối mặt với hai anh em nó. Con không thể nào cứ như vậy hoài được, con hiểu không? Con cứ tự dày dò bản thân như vậy, bà má cũng lo lắm, cũng đau lắm, con hiểu không hả? Con không làm được má ơi. Con không dám nhìn mặt anh Hào. Con không biết làm gì để nói chuyện với hai anh em họ nữa má ơi. Chẳng lẽ bây giờ con cứ như vậy hoài sao con? Bây giờ con muốn ba má đau lòng tới chết thì con mới chịu tỉnh dậy hả con? Thôi con đừng khóc nữa con nha. Nè, nghe lời má, trong chuyện này con không có lỗi gì hết á, cho nên không việc gì khi con đối diện với thằng Hào mà con phải xấu hổ hết á. Chính thằng Minh nó mới là người phải gánh trách nhiệm với con, con hiểu không? Nên làm sao hả má? Cho dù anh Hào có chấp nhận tha thứ cho con thì tụi con cũng không thể nào cưới nhau được. Người phải chịu trách nhiệm thay thế thằng Hào để cưới con chính là thằng Minh đó. Bây giờ con phải quên thằng Hào đi. Má nói gì kỳ vậy má? Người con thương là anh Hào, con không thể nào lấy Minh được má ơi. Nhưng ông trời đã đặt để như vậy rồi, bây giờ con không muốn thì cũng không được. Con à, vợ chồng không phải cứ yêu nhau thì mới có thể ở với nhau được. Ông bà ngày xưa đâu có lấy nhau vì yêu đâu, nhưng mà chung sống với nhau một thời gian rồi dần dần cũng thương nhau đó thôi con. Nhưng mà má, làm sao mà bác con coi người con thương bây giờ là anh chồng của con được? Con sống như vậy có khác gì là ngục tù hả má? Má biết chứ, nhưng mà bây giờ con phải chấp nhận nghĩ khác đi. Bây giờ chỉ còn cách là chấp nhận thằng Minh thôi, chứ còn cách nào khác đâu con. Má thấy thằng Minh nó cũng thương con thật lòng, tính tình nó cũng tốt, có trách nhiệm, tương lai cũng tươi sáng. Má nghĩ con lấy nó rồi thì cuộc đời con cũng được sung sướng mà. Má có biết là con thương anh Hào tới cỡ nào không? Mà sao má lại nỡ nói với con như vậy hả má? Con thà là con sống khổ cực với người con thương vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà sống giữa một đống nhạc, mà với người mà con không yêu một chút nào á. Con nặng tình quá con gái à. Cứ như vậy người chịu khổ là con đó. Mặc dù trong chuyện này con không phải là người có lỗi. Dù không ai muốn chuyện này xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Con cũng đã mang tội với anh Hào rồi má ơi. Mấy sếp hay đi kiểm tra ngoài giờ lắm đó anh. 8-9 giờ tối còn đi lòng vòng, làm như khoái những ai tự giác làm thêm lắm vậy á. Báo hại tụi em, đố mà dám về sớm 5 phút. Anh nhớ em lắm. Lát em thích ăn gì anh mua về cho. Dạ chào giám đốc. À,
Ủa? Chào anh. Đang nghiên cứu về tin tức y khoa thế giới hả? Đúng rồi. Tranh thủ thời gian buổi trưa cập nhật thêm một số kiến thức mới. Anh cũng có thói quen không nghỉ trưa hả? Thỉnh thoảng thì trưa tôi cũng hay nghỉ. Nhưng mà dạo này đầu óc căng thẳng đủ thứ chuyện hết. Tối ngày cứ suy nghĩ hoài. Có chuyện gì vậy? Có cần chia sẻ với tôi không? Có gì đâu. Chuyện gia đình thôi mà. Dù sao đi nữa thì gánh vác một gia đình nhỏ không phải là chuyện đơn giản. Khi nào mà cậu lập gia đình đi rồi sinh con đẻ cái, lúc đó thì cậu sẽ hiểu được cảm giác đó thôi. Mà tôi nghĩ lúc đó thì cậu sẽ ung dung tự tại như lúc còn độc thân vậy thôi. Anh nói gì lạ vậy? Anh có gia đình, anh có vợ, có con, thì tất nhiên là áp lực và trách nhiệm của anh nó phải càng lớn rồi. Nhưng mà cậu thì khác. Cậu là một người có gia thế nè, rồi đẹp trai, tài năng, thì tất cả mọi chuyện cậu sẽ giải quyết rất là êm đẹp, đúng không? Mà công nhận nha, Uyển Lan có mắt nhìn rất là sắc sảo đó. Anh đừng có khen tôi như vậy. Dù sao đây nữa thì tôi vẫn còn non kinh nghiệm hơn anh ở tại bệnh viện này mà. Thời gian làm gì sở tại lâu hay mới, không nói lên được điều gì cả. Cái quan trọng là trong thời gian qua cậu đã gây được tiếng vang cho bệnh viện này. Anh đừng có nói như vậy. Lỡ bác sĩ chung khoa với mình mà nghe được là không hay cho tôi đâu đó. Thì mỗi người khi có năng lực á thì họ tự nhận biết. Nhưng mà ở đây tôi đang nhận xét khách quan cho cậu mà. Cảm ơn anh. Trước khi tôi về bệnh viện này á, bác sĩ nào là người giỏi nhất trong khoa của mình vậy? Ngoài chú Thang ra thì tất cả mọi người năng lực đều ngang nhau. Sao tôi thấy bác sĩ Minh cũng có biểu hiện rất tốt mà. Đối với tôi á, bác sĩ Minh là lính mới, còn non tay nghề kinh nghiệm lắm. Ok.
Anh Hào. Hả? Nghỉ ăn cơm nha. Ừ, cảm ơn em. Muốn chết rồi. Dạ em xin lỗi. Anh ăn tiếp đi. Con xin phép ba cho con được thực hiện lời hứa của con với Mai Anh nha ba. Con với Mai Anh trong thời gian tới sẽ tổ chức đám cưới. Không lẽ Tuyết nói sai ta? Từ hồi nãy giờ không thấy giám đốc đâu hết vậy? Làm uổng công sáng dậy sớm chạy bộ đổ mồ hôi mệt muốn chết. Giám đốc. Ủa? Dạ. Là cậu hả? Giám đốc. Thì ra giám đốc cũng thích chạy bộ ngang công viên này nữa hả? Không ngờ gặp cậu ở đây. Tôi đi bộ nè, tôi tập thể dục ở đây hàng ngày mà sao ít gặp cậu quá vậy? À, có ngày con chạy bộ ở công viên này, có ngày con ra sân tennis con chơi, cho nên chú không thấy con là phải. Dạ. Tốt lắm nghe. Tuổi trẻ là phải biết rèn luyện sức khỏe, vậy là rất tốt á. Dạ, rèn luyện sức khỏe để có một tinh thần thật là tốt và thoải mái để làm việc hiệu quả đúng không chú? Đúng vậy. Hôm qua làm gì mình về trễ vậy? Dạ, con ở lại để con nghiên cứu thêm về hồ sơ của bệnh viện mình. Dạ, con có phát hiện là bệnh viện mình từng có thành tích ghép chi dưới rất là hiệu quả, rất hay. Chú phải mời chuyên gia nước ngoài về hướng dẫn tại chỗ. Sau này mà mình có thêm điều kiện, rồi cái chú đề cử thêm bác sĩ của bệnh viện mình đi tu nghiệp nước ngoài, hả? Dạ. Cháu cố gắng nghiên cứu, học hỏi thêm như vậy là rất tốt. Sau này nhất định sẽ có cơ hội tốt cho cháu. Dạ. Vậy nghe. Bây giờ thôi sẵn chú cháu mình chạy bộ cùng luôn nha. Dạ. Anh Minh. Anh Minh ơi. Anh. Trời ơi. Bộ tối hôm qua anh mất ngủ hay sao vậy? Chết. Anh ngủ nãy giờ lâu chưa Tuyết? Chắc là cũng mới gục đây thôi à. Chứ nãy giờ em đi qua đi lại thấy anh vẫn làm việc bình thường mà. Anh mệt quá. Đêm qua thức cả đêm. Sếp lên chưa? Đang họp giao ban á anh. Em mới vào á thì thấy sếp ổng đang lớn tiếng dữ lắm. À phải rồi, sáng nay là đang kiểm điểm ông trung phó phòng đó. Kiểu này chắc hết lên trưởng phòng được rồi. Ủa
Ông làm gì mà bị la vậy? Thì đó, lơ đễnh, không có chuyên tâm vô chuyên môn. Đang giờ làm việc á hả, mà cứ nhấp nha nhấp nhởm. Điện thoại gọi tới á thì đâu có dám nghe đâu, bấm tắt hoặc là đi ra xa mới nghe. Anh thấy coi có đáng nghi không? Tưởng gì? Chứ anh còn đòi sao nữa mà không tưởng gì. Mà thôi, em đi làm việc đây. Cái này của em á, mua cho anh nè. Cảm ơn. Nhớ ghi vô sổ nha. Được rồi, sẽ ghi sổ mà. Mốt trả luôn lượt ha. Nhớ đó nha. Nó không ăn nữa hả? Đó, còn nguyên đó, ăn gì? Trời đất ơi, nó cứ tuyệt thực như vậy hoài thì làm sao được. Hai ngày rồi nó không có cái gì vô trong bụng. Rồi hôm nay nó không ăn không uống nữa. Chắc cái kiểu này chắc chở đi cấp cứu quá. Tôi cũng cạn lời với nó rồi. Giờ ép nó ăn hoài nó cũng không ăn, tôi biết tính làm sao. Đúng là con với cái, cứ làm khổ cha khổ mẹ không à. Nó không biết thương cái thân của nó thì nó cũng phải thương hai ông bà già này, khổ sở mòn mỏi gì nó chứ. Chứ để gì hoài không được đâu bà. Ông, hay là ông vô ông thuyết phục nó thử một lần coi làm sao. Nhiều khi ông nói nó nghe đó nha. Bà nghĩ mấy cái chuyện này tôi nói được hả? Chứ từ hồi nào giờ tôi cứ năn nỉ nó hoài, nó nghe nó ngán rồi. Bây giờ nhiều khi ông là đàn ông, ông vô ông có cái cách thuyết phục của riêng ông, hiểu không? Động thử coi. Thôi được rồi, để tôi vô coi thử coi sao. Khoan. Hả? Nè, nhớ nhẹ nhàng với con nha. Trời ơi, tôi sợ cái tính nóng nảy của ông lắm đó. Ông vô ông quát tháo nó, rồi nhỏ nghỉ quẩn, nó chết à. Thôi được rồi, bà yên tâm đi. Mang cơm vô đi đâu vậy? Thiệt là khổ quá. Con ráng ăn chút gì đi. Mấy ngày nay con không có ăn uống gì hết, làm sao mà con chịu nổi. Ráng ăn chút cơm đi con. Thôi con không ăn cơm, con cũng ráng uống miếng nước đi. Chứ không thôi, người con mất nước á là con không chịu nổi đâu. Con kiệt sức đó. Ráng uống miếng nước đi con. Đi, nghe lời ba đi con. Con định chết hay sao vậy Mai Anh? Hả? Con muốn cái gì? Hả? Con phải nói chứ. Con hành hạ thân thể con như vậy con chịu được hả? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy hả Mai Anh? Bà ơi, con khổ quá bà ơi. Trời ơi, con gái của bà. Con không dám nhìn mặt ai nữa bà ơi. Trời đất ơi, trời cái gì vậy nè? Trời ơi, tôi đã dặn ông rồi, làm ơn làm phước đi, kiềm chế lại. Con nó đang như vậy rồi mà sao? Tôi tưởng ông vô khuyên nó được, bây giờ hai vợ con ôm nhau khóc như vậy là sao? Trời ơi, nó có chịu ăn uống gì đâu. Tôi nói hết lời với nó rồi. Con ơi, bà coi nó tiều tị như vậy làm sao mà tôi chịu nổi. Thưa Dương. Thưa gì? Con xin phép là cho con gặp Mai Anh một chút được không? Tôi không muốn gặp anh. Mày... anh đi ra đi. Không, thôi. Đi. Đi ra ngoài không? Ông đi ra ngoài với tôi. Nhanh lên. Đi. Mày... tôi nói là đi đi mà. Anh đi ra đi. Tôi không muốn gặp anh. To myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh.
Xong keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting postal rides. We out here making posters. And we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub. Or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range. Cả là do anh. Do anh không kìm lòng được, cho nên mới ra nông nổi như vậy. Nhưng anh thề, anh sẽ bù đắp lại cho em gấp trăm gấp ngàn lần. Bù đắp hả? Anh bù đắp làm sao? Anh thay đổi được quá khứ hả? Anh sẽ cưới em. Dù thay đổi không được quá khứ, nhưng tương lai của em anh sẽ lo được mà. Tôi không cần. Người tôi yêu là anh Hào. Suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình anh Hào thôi, anh biết không? Anh biết, anh biết. Nhưng vì anh quá yêu em, anh rất sợ mất em khi anh biết hai người sắp lấy nhau. Anh im đi. Anh tránh xa tôi ra. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi đi. Đi. Thôi được rồi, được rồi. Anh đi mà. Anh đi liền đây. Anh có đem gà hầm thuốc bắc cho em nè. Em nhớ ăn để lấy lại sức. Ngày mai anh sẽ quay lại. Cho tới khi nào em chịu ăn để lấy lại sức bình thường thôi. Anh đi. Đi ra khỏi phòng tôi. Anh đi. Anh đi mà. Đi.